Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ông Roman Kodrian, người phát ngôn của cụm quân Donetsk nói với hãng thông tấn TASS, cụm quân đã tiến hành các cuộc tấn công vào 40 trung tâm điều khiển máy bay không người lái của Ukraine trong 24 giờ qua. Ông Kodrian nói, 6 vị trí triển khai súng và súng cối của quân đội Ukraine đã bị bắn trúng, hỏa lực của pháo binh và máy bay không người lái tấn công Nga đã loại bỏ 4 tàu thủy và 40 trung tâm điều khiển máy bay không người lái của đối phương. Ngoài ra, 25 trạm quan sát và 4 kho hậu cần cũng bị tấn công. Cùng thời điểm, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 7 ngày qua, quân đội nước này đã thực hiện 25 cuộc tấn công phối hợp vào các cơ sở năng lượng và công nghiệp quốc phòng của Ukraine, khu vực lưu trữ tên lửa và đạn dược, xưởng sản xuất máy bay và xuồng không người lái. Các cuộc tấn công được tiến hành bằng vũ khí chính xác, và máy bay không người lái. Ngoài ra, quân đội Nga cũng nhắm vào các địa điểm triển khai tạm thời của lính quân sự tư nhân nước ngoài và nơi tập trung các phương tiện quân sự. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Galuschenko nói rằng cuộc tập kích bằng UAV và tên lửa quy mô lớn của Nga khiến hạ tầng năng lượng Ukraine tổn thất hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Ông Galuschenko nói hôm 5 tháng 5 rằng hôm nay chúng tôi nói về số tiền thiệt hại hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, các cuộc tấn công vẫn tiếp tục và rõ ràng con số tổn thất sẽ tăng lên. Nga tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở Ukraine gần như hàng ngày bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa kể từ ngày 22 tháng 3, khiến nhiều khu vực ở quốc gia Đông Âu chịu cảnh mất điện. Các đợt tập kích đã khiến một nửa hệ thống năng lượng của Ukraine bị phá hoại. Bộ trưởng galuschenko nhấn mạnh các cơ sở sản xuất nhiệt điện, thủy điện cùng hệ thống truyền tải điện chịu thiệt hại nặng nề nhất. Ông galuschenko nói hệ thống hiện tại ổn định nhưng tình hình khá khó khăn. Ông nói thêm rằng nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, hệ thống năng lượng được hỗ trợ một phần bởi năng lượng gió và mặt trời. Tại một số khu vực, đặc biệt ở nơi liên tục hứng chịu tập kích như Kharkov, giới chức địa phương đã phải đặt giới hạn sử dụng năng lượng. Họ đang tích cực tìm cách ổn định tình hình và chuẩn bị cho mùa nắng nóng. Các đối tác quốc tế cũng đang giúp Ukraine khắc phục và sửa chữa những cơ sở bị hư hại, cũng như tăng công suất phát điện nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ở quốc gia này. Nhà phân tích MT Anderson của thông tin tình báo nguồn mở Osin đã công bố hình ảnh vệ tinh của quân cảng Kaspisk. Đây là căn cứ chính của hạm đội Caspian thuộc Hải quân Nga. Theo hình ảnh, kể từ ngày 2 tháng 5 năm 2024, tàu hộ vệ Tucha dự án 22800 Karakurt trang bị tên lửa hành trình Kalib đã được chuyển từ Biển Đen đến căn cứ này nói trên. Bức ảnh cũng cho thấy các tàu chiến khác của hạm đội Caspian, ba tàu pháo binh dự án 21630 Bujan, Hai tàu hộ vệ tên lửa dự án 21631 Bujan-M mang tên lửa kalip, hai khinh hạm dự án 11661 Jepat và tàu tấn công nhanh stupines hiện là phương tiện mang tên lửa P-15T duy nhất của Hải quân Nga. Hồi tháng trước, người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Plitenchuk đã tuyên bố rằng người Nga đã sơ tán từ biển đen sang biển Caspian tới hai tàu hộ vệ tên lửa thuộc dự án 22800 Krakut, không phải chỉ riêng chiếc Tucha mà cả tàu Amur. Điểm đặc biệt của các tàu tên lửa Tucha và Amur là chúng chưa chính thức được đưa vào thành phần hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga. Việc biên chế chính thức được lên kế hoạch diễn ra vào tháng 12 năm 2024. Có lẽ trong câu chuyện này, Bộ Chỉ huy Hải quân Nga đã quyết định tránh lặp lại sự cố khi những con tàu này có thể bị hư hại do một cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine ngay cả trước khi chúng chính thức được đưa vào sử dụng. Cách đây vài ngày, tạp chí Newsweek dẫn thông báo của Hải quân Ukraine cho hay Tại biển Đen và biển Azov, các tàu của đối phương đã biến mất. Từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022, quân đội Ukraine đã nhiều lần sử dụng các thiết bị không người lái, tên lửa hành trình tấn công hạm đội biển Đen Nga đặt trụ sở tại Sevastopol ở bán đảo Crimea. Việc này được cho là đã khiến Nga phải đưa các tàu đi khỏi khu vực để đảm bảo an toàn. Thông báo của Hải quân Ukraine được đưa ra ngay sau khi ông Vladimir Rogov, chính trị gia thân Nga tại vùng đang do Moscow kiểm soát ở tỉnh Zaporizhia, miền nam Ukraine, cho biết Kiev đã phóng tên lửa đạn đạo Atak MS từ Kherson về Crimea vào cuối tháng 4. Không chỉ vậy, các nhà phát triển quân sự của Ukraine cũng vừa giới thiệu một mẫu tàu ngầm tàng hình mới có tên là Kronos được các nhà thiết kế Ukraine phát triển tại công ty Highland Systems, trụ sở ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, đồng thời nhấn mạnh chúng có thể đe dọa hạm đội biển đen của Nga. Kronos được cho là có giá thấp hơn đáng kể so với các tàu ngầm quân sự thông thường. Nếu tàu hoạt động tốt, nó có thể trở thành mối đe dọa đáng kể đối với các tàu ngầm truyền thống. Hồi tháng 3, người phát ngôn Dmitry Pletenchuk của Hải quân Ukraine tuyên bố mục tiêu của Kiev là khiến cho Biển Đen và Biển Azov sạch bóng tàu quân sự Nga. Hãng RT của Nga dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết bất cứ cuộc tấn công nào của Ukraine do phương Tây hậu thuẫn nhằm vào cầu Crimea nói riêng hoặc Crimea nói chung sẽ gặp phải đòn trả đũa mạnh mẽ từ Moscow. Lời cảnh báo được đưa ra sau một bài đăng của đặc phái viên Ukraine tại Liên Hợp Quốc, ông Sergei Kislytsa ngụ ý rằng cây cầu nối bán đảo Crimea và vùng Krasnodar sẽ không còn tồn tại vào cuối năm nay. Theo đài RT của Nga, ông Kislytsa đã đưa ra lời đe dọa trên trong một bài đăng trên mạng xã hội X Nhà ngoại giao Ukraine đã chia sẻ hình ảnh về danh sách 6 loại cầu chính trong năm 2024, trong đó phần gắn mắc hiển thị một khoảng trống. Các quan chức cấp cao ở Kiev cũng từng tuyên bố việc phá hủy cây cầu này là ưu tiên hàng đầu trong cuộc xung đột với Moscow, cho rằng đây là mục tiêu quân sự hợp pháp của nước này. Vào đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã nói với truyền thông Đức rằng việc phá hủy cầu Crimea là điều mà chúng tôi rất mong muốn. Ngoài ra, một số quốc gia ủng hộ kiev cũng có chung quan điểm với các cuộc tấn công và cơ sở hạ tầng của nga tuần trước đại sứ litva tại thụy điển linas linkevinsius đã đề xuất trên mạng xã hội rằng việc mỹ cung cấp tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa atak ms sẽ dẫn đến việc phá hủy cầu crimea nhà ngoại giao này kêu gọi mọi người hãy chụp ảnh selfie với công trình này khi còn có thể theo bà zakharova những ngày qua lực lượng vũ trang ukraine đã sử dụng một số tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa atak ms vốn được Mỹ bí mật chuyển giao cách đây một tháng để tấn công vào Crimea. Nhưng như thông tin từ Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, tất cả số tên lửa này đều đã bị phá hủy. Theo bà Zakharova, Kiev hiện đang mong đợi sự xuất hiện của các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất và sử dụng vũ khí này để phá hủy cây cầu dài 18 km ở Crimea. Bà Zakharova cho biết thêm sau lễ phục sinh, Ukraine dự kiến sẽ nhận được những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên. Theo bà Zakharova, Ukraine đang công khai chuẩn bị cho cuộc tấn công mới vào cầu Crimea với sự hỗ trợ của phương Tây. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Kiev và phương Tây đang ấp ủ kế hoạch cho các cuộc tấn công mới trên lãnh thổ Nga vào đêm trước ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5, ngày Nga kỷ niệm thắng lợi của Liên Xô trước Đức Quốc xã năm 1945. Bà nhấn mạnh lời tuyên bố, tôi muốn cảnh báo một lần nữa với Washington, London, Bruxelles rằng bất cứ hành động gây hấn nào nhằm vào Crimea không chỉ dẫn đến thất bại mà còn sẽ gặp phải đòn trả đũa. Vừa qua, Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác hồi giáo OIC ở Banjul Gambia, ngoại trưởng Iran Hossein Ami Abdullahian đã kêu gọi các quốc gia hồi giáo cắt đứt quan hệ với Israel để gây áp lực buộc Tel Aviv chấm dứt chiến dịch ở Gaza. Ông nói, cắt quan hệ ngoại giao, kinh tế và áp cấm vận thương mại, vũ khí với Israel là những biện pháp quan trọng để buộc họ chấm dứt các hành động diệt chủng ở Gaza và tàn bạo ở bờ Tây, Jerusalem. Theo ông Ami Abdullahian, Iran đánh giá cao các chính phủ hồi giáo yêu tự do cùng các quốc gia đã có hành động theo hướng này iran cùng một số quốc gia như nam phi thổ nhĩ kỳ cáo buộc israel phạm tội diệt chủng tại giải gaza và hỗ trợ từ mỹ và các quốc gia phương tây israel bác bỏ cáo buộc tuyên bố họ có quyền tự vệ mỹ ủng hộ chiến dịch quân sự của israel nhưng kêu gọi đồng minh hành động nhiều hơn để bảo vệ dân thường đồng thời bày tỏ hy vọng về một nhà nước palestine độc lập trong tương lai cách đây ít ngày bộ ngoại giao colombia đã trao công hàm cho đại sứ israel tại bogota về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa hai nước như vậy Colombia đã trở thành quốc gia thứ ba tại Mỹ Latin cắt đứt quan hệ với Israel sau khi xung đột tại giải Gaza bùng phát hồi tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên tuyên bố của Bộ Ngoại giao Colombia nêu rõ chính phủ nước này quyết định vẫn duy trì hoạt động của bộ phận lãnh sự tại Tel Aviv và Bogota. Trong khi đó, một nguồn tin từ phong trào hồi giáo Hamas cho biết vẫn chưa có tiến triển trong các cuộc đàm phán ngày 4 tháng 5 về lệnh ngừng bắn tại Gaza. nguồn tin giấu tên nêu rõ. Các cuộc đàm phán đã đối mặt với khó khăn do Israel từ chối cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn lâu dài. Hamas và Israel đã đàm phán và bất đồng trong nhiều tháng qua về các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn mới. Trong ngày 4 tháng 5, các nhà đàm phán cả Qatar, Ai Cập và Mỹ đã có cuộc gặp với phái đoàn Hamas tại thủ đô Cairo trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Gaza kéo dài gần 7 tháng. Tại cuộc thảo luận, một thủ lĩnh cấp cao của Hamas khẳng định phong trào này sẽ không chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn mà không bao gồm việc chấm dứt xung đột ở Gaza và Israel rút quân khỏi khu vực này. Thủ lĩnh này cũng phản đối việc Israel tìm cách đặt thỏa thuận thả con tin mà không gắn với việc chấm dứt gia tăng căng thẳng tại Gaza. Israel trước đó đã đặt thời hạn một tuần để Hamas đồng ý thỏa thuận giải quyết vấn đề con tin. Nếu không, nước này sẽ phát động chiến dịch tấn công Rafah. Theo đề xuất của Israel, giai đoạn ngừng bắn đầu tiên kéo dài 40 ngày. Trong đó, Hamas thả tối đa 33 trong số hơn 100 con tin của Israel đang bị giữ ở Gaza kể từ khi xảy ra xung đột hôm 7 tháng 10 năm 2023. Trong khoảng thời gian này, các bên sẽ tiến hành đàm phán để đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài hơn. Giai đoạn ngừng bắn thứ hai sẽ kéo dài ít nhất 6 tuần, các bên sẽ nhất trí thả con tin với số lượng lớn hơn và cam kết tạm dừng giao tranh trong thời gian dài, có thể tới một năm. Kênh Arabia News đưa tin, Hamas hiện đã đồng ý trả tự do cho 33 con tin, thay vì 20 con tin như ban đầu trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn. Trong bối cảnh căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại Israel, hàng nghìn người đã tuần hành kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn với Hamas nhằm giúp trả tự do cho các con tin israel bị cầm giữ ở gaza